Cô Bích Huyền và thầy Chua mà không. mến chào các em. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay cô muốn kể cho các em một câu chuyện về Lạc Long Quân theo Đại Sử Việt, theo Đại Việt Sử Ký thì ông là con trai của Kinh Dương Vương Lộc Tục và con gái Động Đình Quân tên là Thần Long. Lạc Long Quân được xem là vị vua của nhà nước Sơ Khai, xích quỷ trước Văn Lang. Lạc Long Quân và Âu Cơ được xem là thủy tổ sinh ra dân tộc Việt Nam, theo truyền thuyết bọc trăm trứng. Lạc Long Quân có thể là danh hiệu truyền lại trong giả sử của một tù trưởng đã có công trong việc đi đến thống nhất các bộ tộc người Lạc Việt. Con trai ông là tù trưởng bộ lạc Văn Lang đã thống nhất thành công 15 bộ lạc, thành lập nhà nước Văn Lang, xưng hiệu Hùng Vương đời thứ nhất. Vua Đế Minh có hai người con trưởng là Đế Nghi, con thứ là Lộc Tục. Nhà vua yêu Lộc Tục hơn nên muốn cho Lộc Tục làm vua phương Bắc. Lộc Tục là người khiêm nhường nên đã nói với cha nhượng cho anh cả. Vị vua cha cử Lộc Tục làm vua phương Nam, đất Văn Lang sau này. Đất Văn Lang tức nước xích quỷ, có nhiều phong cảnh thanh kỳ. Dải lĩnh lan, trùng trùng, điệp điệp, xanh như tràm, xa trông như rồng uốn khúc. Lên làm vua, Lộc Tục lấy hiệu là Kinh Dương Vương. Buổi đầu, toàn đóng đô ở chân núi Miễu Sơn, sau ấn định xây thành, đắp lũy ở Cửu Lĩnh. Vua lấy Long Lữ làm con gái vua Động Đình Quân, sinh ra Sùng Lâm tức Lạc Long Quân kế nghiệp vua cha. Lạc Long Quân lấy hiệu là Hùng Hiền Vương, di chuyển kinh đô về Nghĩa Lĩnh. Khi Kinh Dương Vương qua đời, Hùng Hiền Vương lấy nàng Âu Cơ, con gái Đế Lai, chú tể Động Lăng Xương, một xứ lân cận Văn Lang bên bờ dải Âu Giang. Âu Cơ có mang được 3 năm, 3 tháng, 10 ngày mới thấy chuyển dạ. Nơi nàng lâm bồn là một chiếc lều chăn bên đường không xa kinh thành. Nàng sinh ra một cái bọc. Long Quân vô cùng kinh ngạc. Ngài cho quần thần dựng đàn tế cáo trời đất. Trong lúc cử hành lễ bái thì trời nổi mây ngũ sắc. Năm người cao lớn dị thường, đầu đội mũ kim quang, mặc áo bào xanh, lưng đeo đai ngọc, tuyên bố Ngọc Hoàng Thượng Đế cử chúng ta xuống để thi hành nhiệm vụ đặc biệt. Hoàng hậu sinh ra một cái bọc, đó là điểm vô cùng tốt đẹp. Trong bọc có 100 trứng, chúng tôi có bổn phận biến ra thành 100 con trai. Những người con này sẽ giúp nhà vua trị dân giữ nước. Đúng ngày rằm tháng 1 năm sau, mây ngũ sắc lại tái hiện, ngôi nhà rực sáng, bọc trứng tự nở ra 100 người con trai. Một hôm, vua bảo Âu Cơ, ta vốn là con cháu thủy thần, nàng thuộc loài tiên, nước lửa khác nhau, không thể kết hợp lâu dài được, vậy xin chia tay để giữ lấy dòng giống. Nàng nên đem 50 con lên núi, ta đem 50 con xuống biển, cùng nhau khai cơ mở nghiệp, tạo thế cho con cái và dân chúng dài lâu. Và dựa vào nội dung đó, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã viết lên bài hát Nổi Trống Lên Các Bạn Ơi. Đó là tiết học 22 mà cô muốn giới thiệu cho các em ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhau học hát bài Nổi Trống Lên Các Bạn Ơi nhé. Trước tiên vô bài mới thì cô muốn ôn lại cho chúng ta bài cũ nhé. Đầu tiên các em cho cô biết nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, ông sinh ngày 10 tháng 3 năm 1929, quê ở Hà Nội. Ông vừa là nhạc sĩ, vừa là họa sĩ. Âm nhạc của ông phóng khoáng, trữ tình. Ông được trao giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Em hãy phát biểu nội dung của bài hát Biết Ơn Võ Thị Sáu. Bài hát đã khắc họa
nữ anh hùng Võ Thị Sáu với giai điệu nhẹ nhàng, lúc vút cao, khiến ta cảm nhận được sự hy sinh của người con gái thanh xuân không khuất phục trước mũi súng quân thù. Bây giờ chúng ta đi vào bài mới. Học bài hát Nổi trống lên các bạn ơi, nhạc và lời của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Cô sẽ giới thiệu sơ nét về nhạc sĩ Phạm Tuyên nhé. Nhạc sĩ Phạm Tuyên sinh năm 1930 tại Hà Nội, quê gốc Bình Giang, Hải Đông. Hiện ông đã nghỉ hưu ở Hà Nội. Từ năm 1958 đến năm 1978, ông công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Năm 1979, ông về Bộ Văn hóa Thông tin. Dòng nhạc của ông thuộc thể loại cách mạng, trữ tình. Phạm Tuyên viết từ thời kháng chiến chống Pháp. Nhưng phải đến những năm 60, ca khúc của ông mới có chỗ đứng trong lòng công chúng. Một số bài hát của ông như Chiếc đèn ông sao, Rước đèn tháng 8, Thằng cuội, Bám biển quê hương, Con kênh ta đào, Đảng đã cho ta một mùa xuân, Chiếc gậy Trường Sơn, Gậy đàn lên hỡi người bạn Mỹ, Như có bác trong ngày vui đại thắng, vân vân. Bây giờ cũng muốn giới thiệu cho các em nghe một bài của ông, đó là bài Rước đèn tháng 8. Các em cùng nghe nhé. Tình yêu nó khiến trẻ em không còn là bản thân mình nữa. Mình chịu đựng tất cả tổn thương để giữ họ là của mình rồi. Tiếp theo, cô muốn giới thiệu cho các em nghe thêm một bài nữa của ông, đó là bài Chiếc gậy Trường Sơn. Chúng ta cùng nghe nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu nội dung của bài nhé. Thì các em thấy nội dung của bài hát này nói về cái gì nè? Xưa mẹ Âu Cơ sinh được 100 con, 5 con xuống biển, 50 xuống biển, 50 lên non. Nay triệu cháu con chung tình nước non, là hoa một gốc, là con một nhà. Thì các em thấy bài hát này nói về cội nguồn của các dân tộc trên đất nước Việt Nam, ngợi ca tình đoàn kết của đại gia đình các dân tộc, tất cả đang sát vai nhau để bảo vệ, xây dựng đất nước hòa bình và phát triển.
Chúng ta cùng nhau phân tích bài hát nhé các em. Đầu tiên, bài hát này được viết ở nhịp mấy? Các em thấy sau phát son đầu tiên, các em thấy cái số chỉ nhịp, đó là nhịp 2, 2, 4. Rồi bài hát này được viết ở giọng gì? Đầu tiên các em coi hóa biểu của bài, chúng ta thấy không có dấu thăng, không có dấu dáng. Nốt kết thúc của bài, ngay chữ tung, ta thấy kết thúc ở nốt la. Một bài mà không hóa biểu, không thăng, không dáng, mà kết thúc ở nốt la thì các em nhớ cho cô, bài này được viết ở giọng la thứ. Thế bài sử dụng những ký hiệu gì nè? Đầu tiên chúng ta đi tìm nha. Chúng ta dòm cho cô cái dòng thứ hai. Xưa mẹ Âu Cơ xin được. Các em dòm cho cô chữ được. Một chữ được tới mấy nốt nhạc? Hai nốt nhạc. Hai nốt nhạc này cao độ giống nhau hay khác nhau? Chúng ta thấy nó khác nhau. Thì như vậy, ở đây ta gọi đây là dấu luyến. Dấu luyến được xuất hiện ở chữ nào nữa các em? Các em dòm dùm cô xuống hàng thứ ba, ngay chữ lên, ngay chữ tình, ngay chữ nước. Chúng ta xuống hàng thứ tư, ngay chữ một, ngay chữ con. Chúng ta xuống hàng số sáu, ngay chữ đông. Xuống hàng số bảy, ngay chữ trống, ngay chữ ngân. Xuống hàng số 9, không có. Rồi, như vậy là hết rồi các em. Rồi bây giờ tiếp theo, các em dòm dùm cô hàng thứ 4, ngay chữ nhà. Các em thấy một chữ nhà cũng hai nốt nhạc. Nhưng các em thấy ở đây hai nốt nhạc này cao độ giống nhau. Thì ở đây ta không gọi dấu luyến nữa, mà đây người ta nói là dấu nối. Tiếp tục, dấu nối xuất hiện ở đâu nữa? Các em xuống hàng kế tiếp, thấy xuất hiện ngay chữ lên. Rồi, dấu nối ngay chữ xưa. Rồi, xuống dòng kế tiếp nữa, dấu nối ngay chữ đưa, ngay chữ ca. Tiếp theo, ngay chữ vàng, ngay chữ nam. Và cuối cùng ngay chữ tùng. Rồi, ký hiệu còn có gì nữa? Chúng ta dòm dùng cô hai dòng kế cuối. Tung, tung, tung. Ngay trước chữ tung đó, các em thấy có xuất hiện hai cái dấu chấm không? Rồi, chúng ta nhìn cuối cái dòng đó, ta lại thấy xuất hiện hai cái dấu chấm nữa. Ký hiệu này ta gọi đây là dấu nhắc lại. Và các em nhớ dấu nhắc lại nó thường kết hợp với lại khung thay đổi. Thì các em thấy tung, 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 cắt, tung, 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 tung. Các em thấy xuất hiện khung số 1 không? Rồi, tới đây các em đọc tiếp tung, tung. Rồi ta thấy dấu 2 chấm xuất hiện. Ta lại nhắc trở lại cái dấu 2 chấm này. Hồi nãy chúng ta vừa gặp đó. Ta lại tung, 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 cắt, tung, tung, tung. Tới đây các em bỏ khung số 1. Các em nhảy xuống cho cô khung số 2. Ở dưới chữ tung có dấu chấm than. Rồi tiếp theo xưa mẹ Âu. Hàng cuối cùng đó các em. Rồi có ba dấu chấm, nhìn lên trên, các em thấy có chữ S không? Chữ S có một gạch chéo, ký hiệu người ta gọi đây là dấu quay lại. Ta quay trở lại, cái dấu quay lại này ở ban đầu, ở trên. Các em dòm cho cô hàng thứ hai. Xưa mẹ Âu, rồi ba chấm, rồi các em qua cho cô ngay chữ cơ. Các em thấy xuất hiện cái dấu quay lại chữ S không? Rồi như vậy ta hát tiếp lần thứ hai. Hát tiếp, 50 xuống biển, 50 lên non, nay chịu cháu con chung tình nước non, là hoa một gốc là con một nhà, nổi trống lên như trống đồng năm xưa, cùng vỗ tay, trong điệu múa đông đưa, hòa tiếng ca, theo nhịp trống ngân vang, trong tình thương bao la của mẹ Việt Nam, tung tung tung, cắt tung tung, tung tung, tung tung, cô nhắc lại khung số 2, tung cắt tung tung tung. Ở đây, trước khung số 1 các em nhìn lên, các em thấy có dấu tròn, rồi có hai cái đường gạch chia cái dấu tròn nó làm 4. Thì ký hiệu người ta gọi là dấu cô đa. Nha. Tới dấu cô đa này, các em nhìn xuống dưới hàng cuối cùng,
Kem thấy xuất hiện cái dấu coda đó, kem hát cho cô chữ Tùng đó là hết bài. Em nhớ nhé. Rồi, bài này được chia làm mấy đoạn? Bài này chúng ta được chia làm hai đoạn nhé các em. Đoạn 1, từ đầu xưa mẹ âu cơ cho đến là con một nhà. Đoạn 2 là phần còn lại. Rồi chúng ta cùng nhau luyện thanh nhé các em. Nào tất cả ngồi thẳng lưng lên giùm cô nào. Các em nghe cô làm mẫu trước. Mi 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 ma 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 ma. Chuẩn bị. 1, 2. Các em nghe qua giọng La Thứ nhé. Rồi bây giờ các em sẽ nghe cô và thầy sẽ hát mẫu cái bài Nổi Trống Lên các bạn đây. Đầu tiên cô sẽ đàn qua giai điệu một lần nha, rồi sau đó cô và thầy sẽ hát. Các em lắng tai nghe nhé. Thank you.
chúng ta đi vào phần tập hát từng câu nha các em. Chúng ta đi vào đoạn số 1. Ta tập từng câu nào, các em nghe cô đàn trước. Em nghe lại nha. Và chúng ta cùng hát. Sư mẹ chuẩn bị. 2, 1. Yeah.
đoạn 2. Chữ vàng vàng nha các em. Bắt đầu. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. Nổi tới đó thôi. Nghe lại nha các em. Nổi trống lên. Chuẩn bị. 2, 1. Người trong đi. 2, 1. Như trống đồng năm xưa. 2, 1. Đồng vỗ tay. 2, 1. Trong điệu múa đồng đưa. 2, 1. Được chưa các em? Bạn nữa nha. Rồi, chuẩn bị. 2, 1. Người trong đi. 2, 1. Như trống đồng năm xưa. 2, 1. Cùng vỗ tay. 2,1. Trong điệu múa đồng đưa. 2, nghe tiếp nào. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. Em nghe tiếp nha. Hòa tiếng ca. Chuẩn bị. 2, 1. Hòa tiếng ca. 2, 1. Theo nhịp trống ngân vang. 2, 1. Trong tình thương bao la. 2,1. Của mẹ Việt Nam. 2,1. Lần nữa nha các em. Hòa tiếng ca. Chuẩn bị. 2, 1. Hòa tiếng ca. 2, 1. Theo nhịp trống ngân vang. 2, 1. Trong tình thương bao la. 2,1. Của mẹ Việt Nam. Nghe tiếp luôn. 2, chúng ta cùng vào lúc này. Tung. 2, 1. Tung tung. Trở lại từ đầu giùm cô luôn. Sư mẹ âu cơ hát tiếp luôn. 2, 1. Sư mẹ âu cơ sinh được trăm con. 50 xuống biển, 50 lên non. Mấy chiều cháu con trung tình nước non. Đã qua một gốc đưa con hút chư. 2, 1. Nồi trong đi. 2,1. Đi trong đồng năm. 2, 1. Cùng vỗ tay. 2, 1. Trong điệu múa đồng đưa. 2, 1. Hòa tiếng ca. 2,1. Theo nhịp trống ngân vang. 2,1. Trong tình thương bao la. 2,1. Của mẹ Việt Nam. 2,1. Tung 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 các tung tung tung. Bây giờ chúng ta cùng nhau hát lại toàn bài hát này với phần đệm đàn của cô nhé. Chuẩn bị. Thank you.
em đã hát được bài hát chưa? À, chúng ta về nhà luyện thêm giùm cô bài hát này nhé. Giờ cô sẽ củng cố lại bài nào. Các em nêu lại cho cô nội dung bài hát này nói về cái gì nào. À, bài hát nói về cội nguồn của các dân tộc trên đất nước Việt Nam, ngợi ca tình đoàn kết của đại gia đình các dân tộc, tất cả đang sát vai nhau bảo vệ, xây dựng đất nước hòa bình và phát triển. À, về nhà các em, nhớ học thuộc lời bài hát cho cô, bài nội chống lên các bạn ơi nhé. À, chuẩn bị tiết số 23. Tiết 23 của chúng ta có bài đọc nhạc số 6 chỉ có một trên đời. Các em về nhà đọc tên nốt trước giùm cô và tìm hiểu bài đọc nhạc đó giùm cô. Và cô cũng nhắc chung các em là rất còn nhiều bạn chưa vào cái trang Classroom môn âm nhạc. À, những bạn nào đã vào rồi thì các em rủ các bạn trong lớp mình nha. Tất cả phải vào để học. Vì sau cái mùa dịch chúng ta đi học lại, những bài này cô sẽ không dạy lại nữa nha. Và những bạn mà vào trong Classroom học thì mai mốt vào cái điểm kiểm tra 15 phút là cô sẽ cho các em điểm vào đó, là điểm chuyên cần của các em đã, coi như chúng ta đã vào Classroom nha. Và các em nhớ tất cả đều phải vào. Những bạn nào không vào coi như cột kiểm tra 15 phút chúng ta không có bị trống điểm đó nha. Nên chúng ta phải cố gắng vào và để học cho cô. Rồi, cô Bích Huyền và thầy Chu Hoàng Thông mến chào các em. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau nhé. Thân ái chào các em.